Hoàng Văn Hiệp, 53 tuổi, cũng người Thanh Hưng. Một, căn bệnh của ông là đau lưng, giá từ đầu gối giá xuống không ngủ được. Thế mà tôi đã điều trị thủy châm cho ông ấy, tay chân gan chứ, còn không mấy đau lưng không luôn. Đau lưng lạnh từ đầu gối lại xuống không ngủ được. Cả hai chân, bị cả hai chân. Đã điều trị cho ông ấy từ mùng 6 tháng 1 năm 2016. Sau 15 ngày thì là ngủ tốt, đến giờ là 2 năm nay chưa đau lưng tái phát, chưa tái phát lại đau lưng. Chân không giá và ngủ tốt. Đây là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai là cũng một việc. Thế là bị bệnh gan, triệu chứng là chân đi không vững, tay run rẩy. Đây là lần thứ hai cũng không hiểu. Xuống bệnh viện Việt Bùn là bảo là bệnh tâm thần, đưa sang bệnh viện tâm thần Thái Bình. Bệnh viện tâm thần đó là men gan quá cao, giả về để ông phục hồi thuốc nam, chứ bệnh viện không chữa. Thế tôi điều trị cho ông cũng không nhập ấy. Ngày tháng 4 năm 2017, sau 40 ngày, hiện nay đã đi kiểm tra lại men gan là bình thường. Tay không run, chân đi khỏe mạnh, ăn ngủ tốt và hiện nay cuốc đất bổ củi được như mọi người, không có bệnh gì. Đến nay chưa thấy tái phát lại. Đây là riêng ông nhỉ, hai bệnh.